Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài số 9 trong loạt bài hướng dẫn về Java cơ bản của Blockstar DNC. Mình là Việt. Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về về một phần cơ bản đầu tiên, đấy là về kiểu dữ liệu nguyên thủy. Cái này tiếng Anh là primitive data, thì mình dịch là kiểu dữ liệu nguyên thủy hoặc là các kiểu dữ liệu cơ bản thì tùy các bạn hiểu. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các kiểu dữ liệu về số nguyên, số thực và boolean. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về loại ký tự tra. Thì ở đây chúng ta đã có class demo và phương thức main, thì tôi khai báo trong phương thức main luôn cho nó đơn giản. Chúng ta khai báo in một cái biến là biến tra chẳng hạn c bằng, ví dụ như là ký tự cơ bản nhất là a, thì khi chúng ta in ra thì nó sẽ in ra cái ký tự, in ra cái ký tự ở đây. Các bạn thấy là ở đây cái mã của c là bằng 65. 65 tức là nó tương ứng với cái vị trí trong bảng ASCII ấy, là chữ A lớn. Hoặc là ví dụ như nếu mà chúng ta gán C bằng 66 thì nó sẽ in ra giá trị của C sẽ là bằng chữ B. Và nếu mà ký tự C bằng 97 tức là chữ A thường thì nó cũng sẽ in ra chữ A thường ở đây. Thì đây là về sử dụng biến tra. Thì biến tra nó là lưu trữ các ký tự và độ dài nó là 2 byte. Đến là kiểu dữ liệu byte. Byte là kiểu số nguyên 1 byte. Tức là ví dụ như này, byte b bằng 12. Ví dụ này chúng ta gán rất đơn giản như này thôi thì nó sẽ in ra giá trị b 12. Các bạn thân mến, là vì b là 12, b bằng 1 byte, nên ví dụ chúng ta gán 255 chẳng hạn thì nó sẽ báo lỗi, bởi vì nó tràn tràn số. Tràn số là bởi vì b là nó 2 byte nhưng nó lại chia cho có dấu, thành ra nó chỉ khoảng từ 127, 128 sẽ bị báo lỗi, tức là nó sẽ bị tràn số. Thì các bạn chú ý cái này. Thì trong quá trình mà chúng ta biên dịch, thì bởi vì đây là giá trị được gán trực tiếp nên thành ra nó sẽ báo lỗi ngay ở tràn bit. Còn nếu mà trong trường hợp mà các bạn gán một số khác vào đây thì nó chả vấn đề gì cả. Thì đấy là về 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 byte thì các bạn chú ý. Tiếp đến là kiểu tiếp theo là kiểu short. Short như này bằng s. Sort thì thoải mái, ví dụ như này. Thì đây là kiểu sort. Tiếp đến là kiểu in. In thì các bạn chắc là phổ biến, in là như này. Tiếp đến là kiểu long. Ví dụ thế. Kiểu dữ liệu tiếp theo là kiểu dữ liệu về số thực. Số thực thì trong Java nó có hai loại, đấy là float và double. Float thì như này. Khi mà các bạn viết như này thì nó sẽ báo lỗi, là vì sao? Bởi vì là cái biến float thì nó yêu cầu là cái phần đuôi của cái giá trị thì nó phải có ký tự f. F này thì viết thường hoặc viết hoa thì đều được, nhưng mà nhất thiết là phải có, nếu các bạn không có nó sẽ báo lỗi. Thì đấy là về 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 float. Còn về double, double thì rất bình thường. Double thì cũng như float, cũng là dựa số thực như này. Nhưng mà đặc biệt của double là nó không cần một ký tự gì đi theo phía sau cả. Và nếu trong trường hợp các bạn muốn thêm chữ D hoặc là chữ D thường thì nó cũng không báo lỗi. Tức là double thì tùy biến hơn so với float. Thì là về 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 các kiểu dữ liệu liệu nguyên thủy. Ngoài ra ở đây các bạn chú ý, tức là chúng ta sẽ có một số cái khái niệm về gán, gán và ép kiểu. Ví dụ như này, chúng ta bây giờ mà gán y bằng b, tức là chúng ta gán một cái số nguyên, số integer và một số byte, gán byte cho in thì được. Còn nếu mà chúng ta mà gán b bằng y thì ngay lập tức nó sẽ báo lỗi. Lỗi là vì sao? Bởi vì bản thân cái thằng y này là 4 bit, 4 byte, mà gán với cho một byte này thì nó sẽ báo lỗi. Thì chúng ta phải làm gì? Để chúng ta làm như này, cho chúng ta ghép đi, ép cái kiểu của từng thằng y này về giá trị b. Thì ví dụ như này chúng ta in ra giá trị ra là bao nhiêu, cộng y này. Ví dụ như này, y bằng 127. Ở đây chúng ta gán y mất rồi, xin lỗi các bạn. Ví dụ này nó sẽ ép kiểu ép giá trị về, tức là nó sẽ cắt bit.
Thực ra mình cũng không nhớ nó cắt biết biết ở đoạn đầu đoạn cuối, thì các bạn cái này các bạn muốn đọc tìm hiểu thì các bạn check thử thêm, đọc đọc thêm ở trên 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 mạng. Thực ra thì khi mà ép kiểu thì chúng ta sẽ mất 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 giá trị, mất dữ liệu, thì vì thế các bạn phải hết sức cẩn thận. Vì chúng ta nó cắt trước hay cắt sau thì cái đấy phụ thuộc thì mình cũng rõ, nhưng mà ví dụ như mà nó mà cắt ở đoạn 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 đầu thì nó sẽ ảnh hưởng giá trị lớn của cái số dữ liệu đấy, thì các bạn chú ý trong quá trình mình làm. Thì ép kiểu, cái kiểu ép kiểu này có rất nhiều khi chúng ta lập trình hướng đối tượng, tức là chúng ta ép kiểu từ một loại này sang loại kia, ép kiểu thì kiểu cha kiểu con, hoặc là kiểu con thì kiểu cha, thì cái đấy tùy thuộc vào từng 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 đoạn mà mình sẽ dịch cụ thể. Nhưng đây là cái kiểu gọi là casting ở trong Java, casting class, casting type ấy, thì đây là cái về ép kiểu. Tiếp đến là chúng ta nói về vấn đề khởi tạo giá trị mặc định. Khởi tạo giá trị mặc định thì để cho gọn thì mình sẽ xóa cái đoạn này đi. Thì khởi tạo giá trị mặc định nghĩa là sao, thì ví dụ như này, đây các bạn sẽ nhìn thấy INTI chấm phẩy. Bây giờ chúng tôi muốn sử dụng cái biến y này thì nó sẽ báo lỗi, lỗi ở đây nó báo là lỗi gì, thì là lỗi thiếu khởi tạo. Ví dụ như này, tức là cái biến y này chưa được khởi tạo ở trong cái phần của bộ này. Thì ở đây y là một biến cục bộ local variable ấy, thì khi chúng ta muốn sử dụng nhất quyết là chúng ta phải khởi tạo giá trị cho nó, ví dụ như này thì nó sẽ không còn lỗi nữa. Hoặc là ví dụ chúng ta khai báo một biến long chẳng hạn mà chúng ta sử dụng nó thì nó cũng sẽ ngay lập tức báo lỗi nếu mà chúng ta không khai báo. Thì đây thì vấn đề này có được có tồn tại, có xảy ra với lại biến với thuộc tính không, thì đấy là không. Ví dụ chúng ta khai báo như này chẳng hạn, hoặc là boolean check chẳng hạn, thì ví dụ như này, thì khi những cái thuộc tính này nếu mà được sử dụng chưa khởi tạo thì nó sẽ không có vấn đề lỗi này. Thế là tại sao? Thì bởi vì là Java đã khởi tạo giá trị mặc định cho chúng nó. Ví dụ như này, thì demo thì không, chúng ta in ra chấm như này, thì ở đây các bạn có thể đoán được giá trị của nó. Ví dụ như là số nguyên thì nó sẽ được khởi tạo bằng giá trị là không, còn boolean thì được khởi tạo giá trị là check là false. Thì đây như các bạn sẽ thấy ở đây, ví dụ như này, thì đây là giá trị mặc định của số nguyên và kiểu boolean, tức là sẽ là giá trị không và giá trị false như này. Tức là mặc dù chúng ta chưa khởi tạo nó sẽ không báo lỗi. Thì với các kiểu số thì nó sẽ là số 0, ví dụ như thực, float, double hay là byte hay short hay long hay int, tất cả đều giá trị 0 hết. Còn boolean thì giá trị là bằng false. Quên mất mình quên mất chưa nói về kiểu giá trị boolean này. Boolean thì là trong Java nó có hai hai kiểu dữ liệu, hai kiểu giá trị là true và false như này. Thì true và false cũng là từ khóa. Thì các bạn sẽ thấy khi mà các bạn lập trình Java bằng NetBeans hoặc Eclipse thì khi mà các từ khóa thì nó sẽ đổi màu từ màu xanh như này. Thì ví dụ như các bạn sẽ thấy ở đây nó báo lỗi bởi vì chúng ta đã khai báo biến b b rồi. Thì đây, ví dụ như hai hai cái giá trị của boolean thì true và false như này. Thì các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã tìm hiểu về sơ qua về các loại dữ liệu nguyên thủy. Để tìm hiểu cái loại này để làm gì thì hầu hết, tất nhiên là trong các cái chương trình Java thì đều liên quan đến phần này. Các bạn khi sử dụng các vòng lặp for, while hay là sử dụng những cái phần cấu trúc điều khiển khác, hoặc là ví dụ như trong các xử lý về phần liên quan đến phần toán, hoặc là phần index chẳng hạn như string chẳng hạn, hoặc là về mạng, thì tất cả chúng ta đều cần đấy là các cái biến nguyên. Hoặc là ví dụ như các cấu trúc điều khiển thì nó có các cấu trúc boolean chẳng hạn, thì cơ bản thì boolean nó chỉ có hai giá trị như này thôi, nhưng mà về phức tạp hơn thì nó sẽ là các cái tổ hợp của các biểu thức boolean and or, thì tổng hợp rất nhiều, nó sẽ tổ hợp lên rất nhiều. Và các câu hỏi về lập trình Java, ví dụ như là lập của HTTP chẳng hạn, thì nó sẽ hỏi những cái phần này cũng có khoảng tầm, mình nghĩ khoảng tầm 20%. Thì ra về cái nội dung của phần biến nguyên thủy thì bài hôm nay chỉ như thế. Hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo. Các thông tin của blog Study & Xe YouTube từ nay sẽ được thay đổi thành Study & Xe VN, bởi vì cái Study & Xe đấy nó gắn vào một cái mail khác nên mình không 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 đổi được.
Thành ra từ nay chúng ta sẽ đổi thành Start DNCVN. Chúc bạn thành công.